Đầu tiên xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với chuyên mục Cà phê sáng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói một con đường có cái tên rất là hoa mỹ, đó là con đường thay lời muốn nói. Không biết Thảo từng nghe đường này chưa? Đường thay lời muốn nói, nghe như là tên chương trình ca nhạc vậy Dũng. Đúng rồi, thật ra mọi người nói đùa như vậy thôi. Bởi vì ở con đường này chúng ta có thể mua được rất nhiều thiệp. Và từ đó chúng ta có thể gửi gắm những tình cảm của mình đến những người mình yêu thương. Thực ra ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thì có rất nhiều con đường buôn bán thiệp. Nhưng hễ mà nhắc đến thiệp thì người ta luôn đầu tiên đến con đường Hàng Thuyên ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn trước năm 1975 thì phố thiệp buôn bán sầm uất, và đây là nguồn cung cấp thiệp chủ yếu cho cả Sài Gòn lúc bấy giờ. Nơi đây buôn bán đắt một phần là vì nó gần nhà thờ Đức Bà. Mà Dũng biết gì đó, nhà thờ Đức Bà là nơi thu hút rất là đông khách du lịch. Họ đến, họ tham quan và sau đó họ sẽ mua những cái thiệp, những cái bưu thiếp để tặng cho bạn bè, người thân. Đúng rồi, chính vì vậy mà vào dịp lễ Tết hoặc là Giáng sinh thì nơi đây trước kia vô cùng tấp nập. Nhưng mà thời gian gần đây thì người ta cũng bỏ dần cái thói quen là gửi thiệp, mà thay vào đó là viết email chẳng hạn. Vì thế mà việc buôn bán cũng trở nên kém hơn. Nhưng nơi đây vẫn là một địa điểm rất là thu hút khách du lịch đến thăm. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nghề hớt tóc bình dân ở Sài Gòn trước đây. Khoảng năm 1910 thì cái nam giới không còn để cái tóc búi củ hành nữa. Cho nên chính vì vậy nghề hớt tóc ra đời. Và giới bình dân thì dĩ nhiên là họ không có nhiều tiền để vào những tiệm hớt tóc lớn. Cho nên là để phục vụ cho tầng lớp lao động thì hớt tóc bình dân đã ra đời như là một lẽ tự nhiên. Hớt tóc bình dân thì có hai dạng. Một là hớt tóc tại vỉa hè và hai là hớt tóc dạo. Thợ hớt tóc dạo thì thường thường là những người đạp xe đạp khắp các nẻo đường và họ sẽ rao là hớt tóc cho đến khi mà có khách thì họ sẽ dừng xe lại trên vỉa hè và kiếm một chỗ đẹp trên vỉa hè để mà tóc luôn. Còn những người hớt tóc trên vỉa hè thì có cơ ngơi cố định hơn một chút. Có nghĩa là họ sẽ tìm những cái nơi cố định ở những cái bức tường hơi cao cao. Nếu mà có được cái mái che thì càng tốt, hoặc là bóng râm của cây thì chỗ đó họ sẽ có thể hớt tóc ngay tại cái dưới bóng râm đó luôn. Thường thường khách hàng của hai dạng hớt tóc này là những anh phụ hồ, những anh công nhân hay là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều khi khách đến không là phải hớt tóc đâu, mà họ chỉ ngoáy tai này hay là ngồi tán gẫu chuyện thời sự, chuyện trên trời dưới đất gì đó. Và mỗi một người thợ hớt tóc như vậy một ngày chỉ cần khoảng 5 đến 7 khách thôi là họ đã đủ để mà lo hai bữa cơm cho gia đình rồi. Hiện nay thì hớt tóc dạo đã hoàn toàn không còn xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn đối với hớt tóc vỉa hè thì với những sinh viên thì dù là họ không có nhiều tiền nhưng họ vẫn có cái nhu cầu là hớt tóc modern. Vì thế mà những người hớt tóc vỉa hè không đáp ứng được nhu cầu này. Tuy nhiên thì thỉnh thoảng trên phố phường chúng ta vẫn thấy được những hình ảnh của những người thợ hớt tóc vỉa hè dưới những tàn cây thật là dễ thương, với những dụng cụ rất là đơn giản thôi, và nuôi sống công việc của mình hàng ngày.